Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình xin báo giá heo con ở khu vực mình. Hiện tại địa chỉ của mình là ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Mình và huyện Phước Long giáp với nhau nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ báo giá hai huyện này để cho các bạn tham khảo theo từng địa phương và từng khu vực nó như thế nào. Hiện tại giá heo hơi chỗ mình là dao động là từ 51 đến 53 nha các bạn. Còn giá heo hơi của các bạn như thế nào thì các bạn bình luận xuống để cho mình tham khảo giá của từng địa phương, từng khu vực nó như thế nào để mình so sánh thử nha. Ở đây là cái đàn nái của mình nè các bạn. Đàn nái này là hiện tại là mình đã phối xong hết nha các bạn ơi. Có bầu là dao động là từ 1 tháng cho đến 3 tháng nha. Còn cái con này là nó chuẩn bị đẻ nè. Con này vài ngày nữa là nó đẻ thôi các bạn. Hôm nay là 7 tây tới ngày 13 tây là nó đẻ. Mà có thể là nó đẻ trễ hơn vài ngày đó các bạn. Đó, còn mấy con này là con này thì mới phối thôi. Còn con này là phối được 1 tháng rưỡi rồi nè. Con này là cũng vậy luôn. Hiện tại là heo mình là chỉ còn 10 con nuôi thịt này thôi các bạn. Đây, heo này là dao động là từ 11 đến 14 kg nha. Cái này là hai bầy các bạn, cái này là mấy bầy mà đẻ ít đó. Lần trước mình quay mấy video mà mấy con đẻ ít đó, này mình gom lại là chung một bầy nè. 13 con mà khách bắt 3 con rồi, bây giờ là nó còn 10 con nha. Và còn mấy con bên đây là nó chuẩn bị đẻ nè. Như con này là ngày 23 tháng 1 là nó sẽ đẻ nha. Đó, bụng rất là to luôn các bạn, 3 con lận. Con nào cũng to hết á. Còn con này là ngày 1 tháng 2 là nó sẽ đẻ nè. Con ngày 1 tháng 2 đẻ trễ hơn con này mà nhìn thấy cái bụng nó muốn to hơn con này luôn. Đó, nó nằm xuống các bạn có thấy bụng nè. Nó đứng quá trời bụng luôn. Rồi. Heo này nó ăn xong rồi nó phá nè. Thì bây giờ mình xin báo giá heo để cho các bạn tham khảo nha. Thì tùy theo mỗi vùng, mỗi địa phương là giá heo khác nhau. Và tùy theo heo có làm vaccine hay không mà giá cả nó khác nhau nha các bạn. Các bạn không thể so sánh mà heo địa phương, heo trại và heo công ty nó giống nhau được. Tại vì heo thường thường, heo địa phương là không làm vaccine. Heo trại và heo công ty thì làm vaccine đầy đủ cho các bạn nha. Các bạn chỉ việc về nuôi chăm thôi, nó không có vấn đề gì hết. Còn mà heo địa phương các bạn đồng ý là nó mua rẻ hơn, nhưng mà xác suất khả năng bệnh là vẫn có nha. Các bạn hao 1-2 con là các bạn lỗ tiền vaccine rất là nhiều luôn. Nếu mà trong đàn các bạn á, nếu xảy ra dịch bệnh là không phải 1-2 con đâu, nó xảy ra thì nó sẽ liên tục cả đàn luôn chứ không phải là 1-2 con đâu. Rồi mấy con đẻ thì mình chưa có lùa lên sàn nữa nè. Còn mấy con này tách bầy là mình phối rồi nè. Đó, như con này là phối rồi luôn. Rồi mình xin báo giá heo để các bạn tham khảo so sánh nha. Ở địa phương của mình là huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Thì giá heo hiện tại dao động là 8 kg là 1,1 triệu, 10 kg là 1,2 triệu, 12 kg là 1,3 triệu, 14 kg là 1,4 triệu, 16 kg là 1,5 triệu, 18 kg là 1,6 triệu, 20 kg là 1,7 triệu. Này heo này là giá này là bao gồm đã chích vaccine rồi luôn nha các bạn. Đảm bảo với các bạn là chích tiêm ngừa đầy đủ hết nha. Các bạn chỉ việc về nuôi thôi. Đây đàn heo của mình nè. Mình quay cho các bạn đàn heo của mình nè. Hiện tại là thời tiết này rất là lạnh luôn. Mình chỉ quét nền và mình dội những chỗ nào mà phân nhiều thôi. Rồi mình dội nước tiểu của nó đi để cho nó bớt mùi thôi. Chứ thời tiết này mà các bạn tắm heo dội nền nữa thì heo các bạn sẽ quay qua ho và thở bụng. Ho thì điều trị rất là nhanh, còn thở bụng á điều trị vẫn hết nhưng mà rất là chậm. Nhưng mà xác suất của thở bụng á là nó nguy hiểm hơn ho nha các bạn. Các bạn lưu ý về vấn đề này nha. Heo của mình bầy này thì hiện tại là dao động là từ 50 đến 60 kg. Thì qua Tết khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là mình có thể sức được bầy này nha. Bầy này hiện tại là 30 con. Mình bỏ quanh bên đây mấy con nữa nè. Mấy con bên đây hồi lúc trước là nó bị đau chân, bắt đầu mình lọc ra. Rồi có một số con thì nó tiêu chảy, mình lọc riêng ra cho dễ điều trị. Rồi mỗi mốt thì mình sẽ lùa một ít qua cái bầy ít nữa để cho nó giãn heo ra, để cho nó nhanh lớn nha. Đây là giá heo mình đưa ra để cho các bạn tham khảo heo từng địa phương và từng khu vực nha.
giá heo hơi và giá heo con ở khu vực của các bạn như thế nào á thì các bạn bình luận xuống để mình tham khảo giá nha các bạn. Năm nay Tết mà giá heo nó không lên các bạn còn thua ngày thường nữa. Ngày thường của mình bán 53, 54 mà bây giờ Tết là dao động từ 51 đến 53 thôi. Nó rất là thấp luôn. Năm nay là giống như là công ty nó giết những cái trại nhỏ và những hộ chăn nuôi nhỏ vậy đó các bạn. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ sớm ra clip heo đẻ để cho các bạn tham khảo nha. Thank you.